Như vậy các bạn thấy là trong cái phần của chúng ta, trong vật này chúng ta không thấy được cái thước thì chúng ta sẽ vô view và các bạn chọn ruler. Đây hiển thị cái thước của chúng ta lên. Như vậy nếu cần thì các bạn sẽ setup cái trang giấy luôn. Đó, trang giấy. Các bạn xem là khổ giấy của mình là gì? Later. Khổ giấy mình thường in là khổ gì? A4, chọn A4. Rồi chọn chỉnh cái canh lề trên, lề trái, lề phải, lề dưới. Như vậy một này là một gì đây các bạn? Một in. Nếu chúng ta không muốn đơn vị là in, chúng ta làm gì? Đổi lại bằng cách là vô file, option, advanced, và chúng ta đổi lại thành mm hoặc cm. Ok, chúng ta sẽ xem lại. Đây, 25. Như vậy tùy theo cái nhu cầu mà các bạn sẽ chọn là top bao nhiêu, button bao nhiêu, left right. Như vậy bình thường chúng ta làm một cái đơn thì có thể chúng ta không cần phải chỉnh cái này. Còn nếu mà các bạn làm đồ án thì nếu như đồ án các bạn mỏng thì ở đây left các bạn chừa 25, right các bạn chừa 20 hoặc 15, hoặc là theo yêu cầu của giáo viên. Nhưng thường chúng ta sẽ chừa như thế. Còn nếu mà đồ án các bạn dày thì các bạn có thể tính thêm cái phần gutter để làm gì? Đóng gáy. Thì nếu cần thì các bạn tính thêm phần này, tức là nó sẽ bóp nhỏ cái phần trình bày của mình lại, nó chừa để nó đóng gáy. Xong rồi chỗ này mình để 25 hết. Bởi vì đơn mình làm đơn, làm đơn là mình không có đóng, không đóng tập, không đóng tập thì hai bên để bằng nhau. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ bắt đầu làm Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Giả sử bây giờ thầy không có viết hoa, rồi giả sử trường hợp thầy không viết hoa như thế thì làm sao? À, các bạn chọn bôi đen, xong rồi mình sẽ làm change cap ở trong cái phần mà format change cap của chúng ta để thay đổi cái chữ từ chữ thường sang chữ chữ hoa. Được chưa? Từ chữ thường sang chữ hoa, upper. Và lúc nãy các bạn hỏi là tại sao gõ tiếng Việt mà lại không ra tiếng Việt. Lý do là font của chúng ta không đúng. Chúng ta gõ kiểu gì? Rồi chúng ta chọn bộ bản mã là Unicode. Mà font của chúng ta, font này thì nó không phải là Unicode. Các bạn chọn lại font gì nào? À, Time hoặc là Arial hoặc là Tahoma. Như vậy chúng ta đã có được là Cộng hòa, là tiếng Việt nhìn đọc được. Và cái này là kênh giữa thì nhấn Ctrl gì đấy? Kênh giữa là Ctrl gì? Ctrl E. Ok, tiếp tục chỗ này viết hoa, in đậm thì chúng ta chọn in đậm, Ctrl B. Độc lập tự do. Rồi giả sử trong trường hợp chữ hạnh này thầy quên viết hoa nữa, mà thay vì cầm chuột để đưa lên trên kia mình change cap, thì mình có thể nhấn phím nóng gì? Shift F3. Shift F3 nó đổi chữ hạnh ha, hạnh phúc. Enter xuống dòng, đang vẫn là ở phần trên này. Thì chúng ta muốn kẻ được cái đường này thì chúng ta chỉ cần làm gì? Bạn vô Insert, Shape,
bạn sẽ dùng line, bạn vẽ một đường ra đây. Nếu như bạn vẽ bình thường nó không thẳng, khó thẳng thì nhấn shift xuống, không, bạn có đưa chuột xuống dưới nó cũng không có nghiêng nè, chỉ có là 45 độ hoặc 90 độ, 135, đó, nó chỉ có vậy thôi. Cho nên mình vẽ đường thẳng nó rất là thẳng. Thả chuột trước, thả phím sau, như vậy mình đã có được cái đường gạch chân ở đây. Xuống đây, đơn xin việc. Đơn xin việc, bình thường chúng ta thấy chữ đơn xin việc này nó lớn hơn, đúng không nào? Chúng ta làm ở đây là chúng ta cho font là 13 đi. Đơn xin việc thì thường nó khoảng cỡ 16. Mà chữ đơn xin việc này chúng ta gõ rồi, thì nếu như trong trường hợp này các bạn có thể chọn Shift Home để bôi đen và nhấn Control cộng với lại cái phím mà đóng ngoặc vuông và mở ngoặc vuông là nó nhỏ lớn. Đây cái phím này nè. Đó. Mở, tức là bạn sử dụng Control kết hợp với hai cái phím này. Được chưa? Hoặc là đó, phím này đó. Thấy trên bàn phím chưa? Rồi, như vậy khi mà bạn bôi đen và bạn dùng kết hợp với phím như thế thì nó sẽ cho các bạn lớn hoặc nhỏ cái khổ tiếp size. Đó, ví dụ đơn xin việc mình chọn là font 16. Xuống hàng kính gửi. Kính gửi thì các bạn thấy là nó thuộc vô bên trong một tí. Nhưng mà nếu như mà bạn dùng là canh lép trước mà thuộc vô bên trong một tí, nếu mà mình dùng tab bình thường thì ok. Mình gõ đây là kính gửi. Nhưng mà ở đây mình thấy là phía sau chữ kính gửi nó có dấu chấm nữa, đúng không nào? Có dấu chấm nữa. Thì nếu như mà mình sử dụng dấu chấm chấm này đó thì chúng ta phải dùng gì? Tab hay là chấm này ra? À, tab nha. Chỗ này nó đang in đậm, bỏ đi, Ctrl B. Như vậy chỗ này muốn sử dụng tab thì các bạn sẽ đặt ở sau cùng này một cái tab. Bạn sẽ đặt ở phía đây nè. Nó có, mình mới đưa vô đây được. Còn nếu mà mình click chuột ngay đây thì nó không đặt tab cho mình. Click ở khoảng trống, rồi kéo nó vô. Như vậy khi mà mình đặt tab như vậy đó, mà lúc nãy là gì? Bản thân mình là mình đã tab đây một cái rồi, thì nó sẽ đẩy cái chữ kính gửi này ra đến ngoài này luôn. Như vậy có phải là mục đích của mình không? Vậy thì trước đó mình đặt thêm một cái tab ở đây nữa để cho nó giữ cái chữ kính gửi lại. Hiểu được vấn đề chưa? Rồi, như vậy cái tab thứ hai là cái tab mình cần phải làm gì? Cái này nè, xếp gì đấy? Double click vô đây, hiện lên tab thứ hai và set layer cho nó là số 2. Set ok. Tại sao chưa thấy chấm đây? À, mình chưa có tab. Tab đến. Như vậy mình đã có chữ kính gửi. Xuống dòng, tôi tên 2 chấm. Và nếu như chúng ta tab đến thì tại sao nó không có chấm cho mình? Tại vì khi mình enter từ dòng trên xuống thì có phải là nó giữ nguyên cái tab không? Dòng trên có 2 tab thì dòng dưới này nó cũng có 2 tab. Nhưng mà khi mình tab ở đây thì nó mới chỉ đến đây à. Và chỗ này mình đã set 2 chấm chưa? Chưa. Nhưng mà đối với dòng tôi tên này có cần đến cái tab này không? Không cần. Chúng ta click chuột vô và kéo xuống dưới, bỏ, thì nó tự động nó tab cho đến cuối trang. Được không nào? Nhưng có một cái hồi nãy mình quên. Bây giờ cái chữ nam, nữ thì mình sẽ cho nó canh từ bên này canh qua, đúng không? Mà lúc nãy mình đặt tab gì?
tách lép là bây giờ nó canh ra ngoài. Vậy bây giờ sao đây? À, đổi lại thành tab rise. Mình không cần đặt lại nha. Các bạn không cần đặt lại. Các bạn double click vô đây. Đây, double click vô cái tab nè. Cái tab 160 này nó đang để là left. Mình chỉ cần chuyển qua right, set lại là nó tự động nó set thành right cho mình. Mình không cần xóa gì hết. Như vậy chỗ này các bạn sẽ để là nam. Sau đấy các bạn sẽ insert cho thầy một cái gì? À, symbol. Insert một cái symbol. Trong này không có, vô đi tìm. Nó sẽ nằm một là trong Windin, hai là Webin. Rồi chúng ta chọn một trong những cái kiểu khung tròn, khung vuông ở đây, cái nào cũng được. Rồi nam phẩy nữ, rồi cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta, bởi vì khi mà các bạn insert rồi thì nó sẽ lưu ở đây. Ok, xong. Xuống dòng sinh ngày tháng năm tại sinh. Chỗ này có cần đặt tab stop không? Không, tại vì nó nhỏ. Và khi người ta chấm, người ta cũng không quan tâm đến chỗ này lắm. Mình chỉ cần ngày sinh, sinh ngày, rồi sau đó mình làm gì? Mình dùng cái dấu chấm chấm là được rồi. Tháng chấm 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 tiếp. Chỗ này tháng nó viết hoa là chưa có đúng. Shift F3 cho nó nhỏ lại. Sau đó năm chấm chấm tiếp. Rồi bây giờ cái chỗ tại nè, tại hai chấm, mình chỉ cần tap ra là nó đã có chấm chấm rồi, bởi vì từ cái dòng trên nó đưa xuống. Enter. Giấy chứng minh nhân dân số. Hai chấm. Chỗ này có thể các bạn dùng tab để làm gì? Để phần cuối cùng chúng ta để chữ cấp ngày chấm 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 xuyệt chấm chấm xuyệt chấm chấm ra. Tại vì chúng ta không cần phải đặt nhiều tab stop quá, nó lâu. Mà cái mà chúng ta đang có là một tab stop, như vậy là người ta chấm đủ rồi, chứ không cần chỗ này phải đặt thêm đâu. Rồi nơi cấp hai chấm tab đến xong. Hiện cư ngụ tại hai chấm tab đến, enter tab đến hết. Được không? Trình độ văn hóa hai chấm. Bây giờ nè, chữ ngoại ngữ này mình có đặt tab stop nữa hay không? Chỗ cấp ngày á là lý do là do người ta có cái dấu xuyệt này nè, cho nên nếu mà bạn đặt tab stop bạn cũng không làm được, cho nên chấp nhận chấm 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 chỗ này. Nhưng chỗ này ngoại ngữ thì giáo viên người ta sẽ chấm điểm các bạn là đặt tab stop, tùy trường hợp ha. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ đặt thêm một cái tab nữa chỗ này, và đặt tab gì? Left or right? Left, tức là từ đây đưa ra. Thì chỗ này chúng ta đặt thêm một cái tab left nữa. Và tab này chúng ta có set leader cho nó là 2 không? Bởi vì từ đây đến đây vẫn chấm chấm mà, cho nên chỗ này nếu như chúng ta không có set leader thì nó không có gì hết. Rồi, như vậy cái tab thứ hai nó mới có. Và chúng ta phải quay trở lại, chúng ta double click vô đây, set cho tab thứ nhất,
leader là 2. Như vậy mình đã có được xong phần ngoại ngữ. Trình độ chuyên môn hai chấm, táp một lần, táp hai lần cũng được. Chỗ này nó có một cái khoảng cách cũng chấp nhận được, không sao cả. Còn nếu không thì bỏ cái táp này đi, cũng không quan trọng lắm. Muốn bỏ cũng được, muốn không cũng được. Enter. Tình trạng sức khỏe. Hai chấm, táp đến. Và các bạn sẽ gõ chữ hiện nay vô cho thầy. Hiện nay chấm 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 cho đến đơn vị. Ok, các bạn gõ vô ha. Kính mong phòng khám cơ sở chấp nhận. Rồi bây giờ xuống dưới chỗ này, theo các bạn chúng ta sẽ format như thế nào? Chữ xác nhận của ủy ban phường xã hoặc thủ trưởng đơn vị, chỗ này chúng ta có phải dùng cái gì không? Nó đang canh gì đấy? Canh giữa. Thì chỗ này chúng ta phải dùng tab stop giữa. Tương tự bên này chúng ta cũng canh giữa. Được chưa? Riêng cái chữ mà ngày tháng năm này đó thì nó phải canh canh phải, nó sát viền nha. Cái này là quy cách văn bản đó, bắt buộc đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ đặt một cái tab giữa nè. Và dòng đầu tiên là tab phải. Chú ý ha. Dòng thứ hai mình đổi cái tab phải đấy thành tab giữa, để cho nó kín đơn và ký tên này là canh giữa với nhau. Rồi mình thiết lập chỗ này. Cái tab này mình bỏ, mình không cần. Mình sửa lại là tab giữa nha, không phải cái này nhé. Hai cái khác nhau hoàn toàn. Rồi tab giữa là không có dấu chấm. Mình đặt ở đây một cái. Đặt bên này là tab phải. Rồi tab đến. Xác nhận. Tab đến nữa. Chỗ này chúng ta sẽ chấm chấm ra. Phải ngày chấm chấm tháng năm. Rồi enter. Tab đến của ủy ban nhân dân xã các bạn sẽ gõ tiếp phường thị trấn. Tab đến. Bây giờ nè, chỗ này là cái chữ kính đơn. Kính đơn. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển cái tab giữa này nè. Ta xin lỗi, tab phải này nè, thành tab giữa ngay ở đây. Rồi chúng ta chỉ mới kéo vào thôi, chưa có chuyển. Double click vô. Đổi cái 830 này thành center. Đây nó đã biến thành tab giữa nè. Chúng ta gõ vô đây chữ kính đơn. Các bạn có thể là bôi đen chỗ này luôn, Ctrl B. Rồi ở trên chữ xác nhận, Ctrl B. Ở dưới này Ctrl B luôn. Enter xuống dòng. Tab vô. Thủ trưởng đơn vị. Tab đến. Chỗ này không viết hoa, Ctrl B. À, xin lỗi, không viết in đậm. Ký tên. Rồi, xong cái phần ở trên. Bây giờ đến phần ở dưới. Chỗ này chấm gạch gạch này nè. Gạch làm sao đây?
có phải là nó gạch từ phía bên đầu trang cho đến ở giữa này không? Như vậy thì chúng ta chỉ cần đặt một cái tab stop là đủ, một cái tab ngay đây thôi, còn phía này là bên trái rồi. Rồi chỗ này chúng ta có hai cái tab, bởi vì nó thừa kế từ cái dòng ở trên thì chúng ta bỏ bớt cái. Cái này bây giờ chúng ta để center cũng được, để gì cũng được, bởi vì nó không quan trọng. Lý do gì? Lý do gì các bạn? Lý do là chúng ta chỉ cần tab stop thôi. Đó. Còn nếu cần thì các bạn đổi thành tab phải cũng được, tab phải nó hợp lý hơn. Ok. Mình sẽ set cái tab này ra đây. Tab này lúc nãy mình đặt leader là 2. Tab enter tab. Được không? Tab đến. Chỗ này dòng cuối cùng ngày tháng năm, tức là không cần cái chấm chấm ở đầu, đúng không? Thì cái dòng cuối cùng chúng ta sẽ bỏ cái leader cho nó. Rồi dòng cuối cùng không có, vẫn là tab right nhưng mà không có. Mình để lại là ngày chấm chấm chấm. Ủa gì vậy? Rồi chấm 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 tháng năm, xong kết quả đơn của mình. Được chưa? Đơn xin việc. Thiếu gì nữa không? À, ảnh 46. Ảnh 46, cái này đâu ra? Cái khung này đâu ra? Insert. Chọn shape. Chọn hình chữ nhật. Kéo ra đây. Đó. Rồi, chỗ này nó cho mình nè, tô màu. Chọn vô đây, tô màu, no fill, màu viền, bạn có thể chọn màu đen, đậm quá, chọn ở đây, nét nhỏ lại. Rồi cái gì nữa? Chữ ảnh 4x6, click chuột vô đây. Gõ vô đây chữ Ctrl E Phong. Ủa chữ đâu rồi? Automatic là màu trắng. Ok, chọn màu đen. Tại vì mình để automatic là nó màu trắng, chữ màu trắng cho nên mình không thấy. Ảnh 4x6. Ok. Ctrl E. Rồi, kéo cái hình này xuống đây. Xong nha. Lưu lại đơn xin việc. Lưu lại của các bạn là các bạn lưu cho thầy là số mấy, ví dụ như là 40, đúng không nào? Mã số sinh viên 1. Ừ, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Mã số sinh viên của các bạn.